Chào các bạn, bữa nay mình sẽ đọc một cái bài viết mà mọi người đều biết ha, là tài liệu mật Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương bán đất và biển cho Tàu với giá 2 tỷ đô la. Nhưng mà trước tiên mình nghe bản nhạc chào cờ của quốc ca Việt Nam Cộng Hòa nha. Xin nhắc lại, mỗi lần mà mình lên on livestream là sẽ có một cái bản nhạc quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Mọi người cùng nghe nha. OK, bắt đầu mình đọc cái bài là viết này lấy từ online. Chiêu Anh Quán, Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn đây. Một, Lê Khả Phiêu bị Trung Quốc gài mỹ nhân kế lấy cô Trương Mỹ Vân, Chen Giang Mai Quang. Lúc Lê Khả Phiêu sang Trung Quốc thăm năm 1988 và sanh được một bé gái, Lê Khả Phiêu không đem con về vì sợ tai tiếng, đưa đến nhiều lần Trung Cộng gửi thư đòi lấn biển. Lấn vùng biển vào tháng 1 năm 1999, đồng thời đưa ra ánh sáng vụ này nếu Lê Khải Phiêu không hợp tác, và buộc Lê Khải Phiêu phải hạ bút ký bản hiến biển ngày 30 tháng 12 năm 1999. 2. Ngày 31 tháng 12 năm 1999, phái đoàn Trung Quốc cầm đầu do ông Teng Yuan Xuân và tình báo Trung Quốc sang Việt Nam. Họ gặp kính ông Lê Khả Phiêu bàn thêm về vấn đề hiến đất. Ngày 25 tháng 2 năm 2000, Lê Khả Phiêu phái Nguyễn Duy Niên sang Trung Quốc. Ông Nguyễn Duy Niên cho biết Lê Khả Phiêu đã đồng ý việc hiến thêm đất. Trung Quốc nghe tin rất hoan hỷ, mở tiệc chiêu đãi Nguyễn Duy Niên một cách nồng nhiệt với nhiều cung tần mỹ nữ ở nhà khách Giang Yu Thai ăn nhậu cùng ông ngoại trưởng Thang Chu Xuan. Xin lỗi nha, mấy cái tên tiếng Tàu mà đọc không có ra. 4. Bộ trưởng Trung Quốc Thang Xuân Xuan gửi thư kính nhắn tin muốn gặp Bộ trưởng Cộng sản Việt Nam tại Thái Lan khi ông viếng thăm nước này. Ngày 26 tháng 7 năm 2000, ông Nguyễn Duy Niên đáp chuyến Airbus bay từ phi trường Nội Bài vào lúc 6 giờ 47 sáng sang Thái Lan gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tại khách sạn Shangri-La Hotel Bangkok, phía sau phòng ballroom 2. Cuộc gặp rất ngắn ngủi. Thang giao cho Niên một chồng hồ sơ đòi Cộng sản Việt Nam hiến thêm đất biển. Trong hồ sơ ghi rõ Trung Quốc đòi luôn 50-50 lãnh hải vùng vịnh Bắc Việt, đòi Việt Nam cắt 24.000 square foot km vùng biển cho Trung Quốc. Ngày 28 tháng 7, Bộ Chính trị nhóm bóp Chu họp kín. 5. Sau 2 tháng họp kín và bàn bạc, Bộ trưởng Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam cử Phan Văn Khải qua gặp mặt Lý Bằng. Phan Văn Khải bay chuyến bay sớm nhất rời Việt Nam ngày 26 tháng 9 năm 2000, qua Bắc Kinh và được xe limo
chở từ phi trường Bắc Kinh về quảng trường Nhân dân vào trưa hôm đó. Nhìn thấy mặt Khải tỏ vẻ không hài lòng và hoang mang về vụ hiến đất, điều này chứng tỏ Khải không rõ chuyện này. Lý Bằng cho Khải biết là hai tay Lê Khả Phiêu và Giang Trạch Dân đã gặp nhau hai lần cho vụ hiến đất rồi. Lý Bằng ôm chặt Phan Văn Khải và khen Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc rất tốt. Và ông cho biết là đã có Nông Đức Mạnh, lúc đó là Chủ tịch Quốc hội Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đi đêm sang Trung Quốc vào tháng 4 năm 2000. Và Lý Bằng đã gặp lại Nông Đức Mạnh vào tháng 8 năm 2000 ở New York, Hoa Kỳ. Lý Bằng cho biết Nông Đức Mạnh phải được cử làm bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Lê Khả Phiêu xuống. Nếu không thì sẽ bị Trung Quốc đòi nợ cũ. Khải trước khi về vẫn khước từ vụ hiến vùng biển Việt Nam và nói với Lý Bằng là sẽ xem lại sự việc. Lý Bằng nhăn mặt bắt Khải ngồi chờ và gọi điện thoại, nói gì trong đó và trở lại là Chủ tịch Giang Trạch Dân muốn gặp Khải tại Son Nai Hai. Và sau đó Khải được đưa đi gặp Giang Trạch Dân và cho ông Yu Rongji hù dọa Khải nói: Trung Quốc đã nắm trong tay Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh. Nếu không nghe lời Trung Quốc. 6. Ngày 24 tháng 12 năm 2000, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Công Phụng được Trần Đức Lương phái âm thầm đến Trung Quốc gặp ông tình báo của Trung Quốc là ông Hoàng Di. Ông này là cánh tay của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông ta nói tiếng Việt rất rành. Hai bên đã gặp nhau ở một địa điểm X gần biên giới Việt, tỉnh Móng Cái, Việt Nam. Theo bài báo cáo cho Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam, ông Lê Công Phụng cho biết, lúc đầu ông Hoàng Di vẫn khăng khăng đòi chia 50-50 với Việt Nam về vùng biển Vịnh Bắc Việt, Beibu Bay, đòi lấy luôn đảo Bạch Long Vĩ. Sau đó ông Phụng được Bộ Chính trị dặn trước là xin lại 6% vùng biển gần khu vực Bạch Long Vĩ vì đã được lâu đời là của Việt Nam. Kết quả, cuộc đi đêm Việt Nam còn lại 56% Vịnh Bắc Việt và mất đi 16.000 square foot km vùng vịnh cho Trung Quốc. Ngày 27 tháng 12 năm 2000, ông Trần Đức Lương rời Hà Nội qua Bắc Kinh gặp Giang Trạch Dân và được đưa về thành Bắc của quảng trường Nhân dân theo tài liệu lấy được của tình báo Trung Quốc. Trần Đức Lương và Lê Khả Phiêu chính thức quyết định thông qua bản hiệp ước hiến đất bất chấp lời phản đối của Khải và nhiều người trong Quốc hội. Phe thân Nga và phe miền Nam đã không đủ sức đấu với Lê Khả Phiêu và Trần Đức Lương. Bản hiến chương hiến đất cho Trung Quốc được chính Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc trả cho số tiền là 2 tỷ US dollars được chuyển cho Việt Nam qua hình thức đầu tư. Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ thị cho Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải làm gì trong kỳ đại hội đảng thứ 9 vào tháng 3 năm 2001 sắp tới. Trần Đức Lương được khoản đãi ở thành Bắc QTNN. Mình không hiểu 2-4 cái chữ này là cái gì nha. 8. Ngày 26 tháng 12 năm 2000, vào lúc 2 giờ trưa, Lý Bằng được cận vệ đưa đến gặp Trần Đức Lương ở quảng trường Nhân dân. Lý Bằng cho Lương biết là số tiền 2 tỷ đô la để mua 16.000 square foot km vùng vịnh Beibu của Việt Nam là hợp lý. Trần Đức Lương cảm ơn Đảng Cộng sản Trung Quốc về số tiền này. Số tiền 2 tỷ đồng này được Lương đem về để làm bớt sự phẫn nộ của Khải và Kiệt và những nhân vật khác trong Quốc hội Cộng sản Việt Nam. Ông Lý Bằng nhắc lại, chuyện Trung Quốc đã bán vũ khí và hỗ trợ cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian chiến tranh và số nợ trên Trung Quốc dùng để trao đổi mua lại vùng đất Bắc Sapa của Việt Nam. Xin đọc lại câu đó nha. Ông Lý Bằng nhắc lại chuyện Trung Quốc đã bán vũ khí và hỗ trợ cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian chiến tranh và số nợ trên Trung Quốc dùng để trao đổi mua lại vùng đất Bắc Sapa của Việt Nam, Hải Nam Quan, Bản Dốc, Cao Bằng. Thêm lần nữa, Lý Bằng cho gửi lời thăm Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh. Sau đó, Lương được mời lên xe limo và đưa về Zhongyang Nang Hai để gặp Yu Zhongji. Yu Zhongji không nói gì khác hơn là nhắc lại số tiền 2 tỷ đồng sẽ được giao cho Việt Nam sau khi Lương trở về nước.
chính ngày 26 tháng 2 năm 2001, Nguyễn Mạnh Cầm bay sang Trung Quốc để gặp ông Wang Qiuchen tại đảo Hải Nam. Nguyễn Mạnh Cầm cảm ơn Trung Quốc đã mua vùng Bắc Vịnh Bắc Việt của Việt Nam Bebu Bay với giá 2 tỷ USD. WikiLeaks công bố một tài liệu tuyệt mật động trời năm 2020, Việt Nam sẽ là một tỉnh của Trung Cộng. Tổ chức WikiLeaks công bố một tài liệu tuyệt mật động trời liên quan đến Việt Nam, đó là biên bản hợp kín giữa ông Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng Bí thư đại diện cho phía Việt Nam và ông Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư và ông Lý Bằng, Thủ tướng Chính phủ đại diện cho phía Trung Quốc trong hai ngày 3-4 tháng 9 năm 1990 tại Thành Đô. Trong tài liệu tuyệt mật liên quan tới Việt Nam này của mình, WikiLeaks khẳng định thông tin dưới đây nằm trong số 3.100 các bức điện đánh đi từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh của cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam gửi chính phủ Hoa Kỳ. Tài liệu này có ghi một đoạn rất rõ. Mình đọc cái phần tài liệu mà WikiLeaks nói ra nha. Về sự tồn tại của suy nghĩ về sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng Thành Đô thành công, chủ nghĩa cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam nhà nước, Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam xin làm hết mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ và Việt Nam. Bày tỏ mong muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung Quốc để Việt Nam được hưởng quy chế khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây. Phía Trung Quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên cho thời hạn phía Việt Nam trong thời hạn 30 năm, từ năm 1990 đến năm 2020. Để Đảng Cộng sản giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc. Thôi rồi, thế là xong. Chúng ta có quyền phỏng đoán và chuẩn bị tinh thần cho mọi người và cá nhân mình rước sự thật không mấy tốt đẹp, mà nó có liên quan tới sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong vai trò lãnh đạo xã hội và nhà nước. Vì nếu khi ta đối chiếu với các tin tức liên quan đến việc phía Việt Nam đã cho Trung Quốc thuê nhiều chục ngàn hecta rừng đầu nguồn biên giới, lá cờ Trung Quốc có 6 ngôi sao thay vì cờ Trung Quốc chỉ có 5 ngôi sao, xuất hiện tại một nhà hàng Trung Quốc tại Vũng Tàu, dự án Bô Xích Tây Nguyên và gần đây nhất là tin Trung Quốc tiến hành thu hồi hàng loạt cột mốc biên giới với Việt Nam có từ thời Hiệp định Pháp Thanh 1887. Trong đàm phán biên giới, họ ép ta làm ta mất một nửa thác Bản Dốc. Dân ta cũng được đặt chân đến ải không, dân ta không được đặt chân đến ải Nam Quan nữa. Tất cả ta mất hàng trăm km vuông đất. Họ xóa hiệp định phân định ranh giới vịnh Bắc Bộ giữa hai chính phủ Pháp và Thanh do lịch sử để lại, đòi chia lại ăn hơn của ta hơn phân ăn hơn của ta một phần hải phận, thì giả thiết trên là hoàn toàn có cơ sở xảy ra. Những tài liệu tối mật do WikiLeaks tiết lộ ra đều có tầm mức nghiêm trọng không lường được. Chắc chúng ta đều biết là người sáng lập WikiLeaks, Julian Assange, hiện đang bị truy nã vì tiết lộ tài liệu có thể làm nguy hại đến an ninh của Mỹ. Tin này đã được phổ biến một cách mờ trên mạng từ lâu. Bây giờ WikiLeaks xác nhận thì có đến hơn 90% là đúng sự thật. Đây quả là một tin buồn cho đất nước, dân tộc Việt Nam với 4.000 năm văn hiến, nay đã bị Đảng Cộng sản bán sỉ cho Trung Cộng với giá rẻ không thể rẻ hơn, free. Nếu chúng ta duyệt lại những gì xảy ra trong thời gian gần đây, giao Hoàng Sa Trường Sa cho Trung Cộng, giao Tây Nguyên cho Trung Cộng, cắt thêm đất biên giới cho Trung Cộng, nhường thêm biển vùng vịnh Bắc Việt cho Trung Cộng, cho dân Trung Cộng ra vào biên giới không cần giấy nhập cảnh,
luật lệ Việt Nam không dám đụng đến dân Trung Cộng đang sống ở Việt Nam. Cấm dân chúng không được tưởng niệm các tử sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến năm 1979 với Trung Cộng. In sách giáo khoa cấp tiểu học với đường lưỡi bò và hình cờ Trung Cộng thay vì cờ Việt Nam. Tình hình nhà nước Cộng sản Việt Nam dùng cờ Trung Quốc có thêm một ngôi sao nhỏ, tượng trưng cho xứ tự trị mới Việt Nam. Tất cả những điều này đều ăn khớp với tài liệu mật này. Xin đọc và phổ biến cho mọi thân hữu. Thì đó là bài viết mình tìm được ở trên online, chưa anh quán, Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn đây. Thì khi mà đọc cái bài này rất là buồn là tại vì không có thấy Việt Nam mình, mặc dù là ai cũng biết được cái chuyện này, cũng nhiều người biết lắm. Nhưng mà không có ai dám lên tiếng, không có ai dám đứng lên đòi lại đất biển của người Việt Nam mình. Thì rất là buồn. Thì mình tặng cho mọi người thêm một bản nhạc nữa nha. Đang đồng cái nói về chế tài với quan chức Việt Nam vừa được Obama thông qua là có chị Thanh Tâm gì đó đã đọc lên rồi, mình đâu có cần đọc nữa. Việt Nam mình chứng có tài liệu là nó bán đất cho Trung Quốc đó mà không ai dám lên tiếng hết đó. Mà bây giờ là đã thấy rõ là biết bao nhiêu người bị chiếm nhà, chiếm đất từ miền Trung tới miền Bắc cho tới bây giờ tới miền Tây luôn rồi, vô tới miền Nam mà không ai dám lên tiếng hết. Ồ, hôm qua có một người nói với mình là chị ơi lên tiếng rồi đứng lên chống đối ai sẽ bảo vệ mình đây? Nếu mà các anh chị em không có đứng lên. Cái bài này sao nó không có tiếng. Xin lỗi nha. Cảm ơn nhiều. Thấy Việt Nam mình không ai dám lên tiếng. Ô, hôm qua có một em hỏi là nếu chị ơi, nếu mà không có ai lên tiếng mà không có ai bảo vệ thì ai sẽ bảo vệ? Mà những người lên tiếng bị đánh đập đây. Nếu mà các anh chị em trong nước không có lên tiếng. Nếu mà mình không có lên tiếng thì ai sẽ bảo vệ? Mình lên tiếng thì ai bảo vệ đây? Xin nói là nếu mà các anh chị em trong nước không có lên tiếng thì người Việt ở hải ngoại sẽ không có lên tiếng giùm đâu. Rồi Liên Hợp Quốc cũng không có nhúng tay vô được, là tự vì các bạn im lặng là các bạn chấp nhận đồng lõa với những cái đảng Cộng sản Việt Nam bán nước thì không có ai lên tiếng giùm cho các bạn. Nếu mà các bạn lên tiếng thì người Việt hải ngoại sẽ không bao giờ đứng yên đâu. Những cái anh chị ở hải ngoại sẽ không bao giờ đứng yên để cho đồng bào ở trong nước bị đàn áp mà đâu. Mọi người ở hải ngoại sẽ lên tới White House hay là làm bất cứ cái gì để bảo vệ các anh chị trong nước. Với lại khi mà ở trên thế giới mà biết được là mọi người trong nước đều đứng lên chống đối lại thì người ta mới, thế giới ở ngoài mới thấy. Rồi á, mọi người mới đứng lên, đồng loạt đứng lên thì ở ngoài người ta mới nhúng tay vô được. Còn mấy anh chị cứ nói là đứng lên rồi ai sẽ bảo vệ, rồi sợ này, rồi sợ bất cứ cái lý do nào đó thì sẽ không có. Còn nghĩ tới là nếu mà mình đứng lên thì mình bị đánh đập, nếu mà mình cứ để cái người khác đứng lên thì là sẽ không bao giờ có người đứng lên. Mà bây giờ có nhiều tài liệu là Cộng sản Việt Nam bán cho Trung Cộng lắm. Mỗi một tuần mình sẽ đọc một bài cho mấy bạn nghe. Mặc dù mình biết là các anh chị đọc nhiều, có nhiều người không đọc nữa, không có coi. Nhưng mà nếu mà coi rồi chỉ giữ trong lòng thôi. Thành ra mình mới quyết định là đọc để cho mọi người đều nghe hết.
mà phải lấy đi những hương thù Nếu mà các bạn muốn kiếm người lãnh đạo và khí tài, nếu mà mình đứng lên, xung quanh mình có cái gì mình xài cái đó, thì tự nhiên á, sẽ có nhiều anh chị em rất là nổi sẽ làm đứng lên là một cái thủ lãnh, một cái leadership cho mấy bạn. Lúc đó mấy bạn là người sẽ chọn ra người nào là thủ lãnh của mình. Nếu mà các bạn cứ ngồi là nói là ai là người thủ lãnh của mình, ai là cái người leader của mình, thì sẽ không bao giờ có cái chuyện đó, là người đó sẽ không bao giờ tới đâu. Các bạn phải tự đứng lên đi. Rồi tự nhiên lúc đó cái người leader sẽ xuất hiện kế bên cạnh của các bạn. Rồi các anh chị em hải ngoại, đồng bào hải ngoại không bao giờ bỏ rơi các bạn đâu. Không có ai bỏ rơi các bạn trong nước hết. Thành ra các anh chị em phải đứng lên. Nếu mà đứng lên như thế nào hả? Thử đi, nếu mà chỉ trong vòng 10 triệu người thôi, 10 triệu người, mình xin 10 triệu người đi. Đứng ngồi lên một lượt, từ Nam ra Bắc. Phải đoàn kết lại, 10 người đi, 10.000 người, thì 10.000 người đó sẽ có thêm được 10.000 người, 10.000 người nữa sẽ có thêm được 20.000 người. Tổng cộng sẽ 1 triệu người đứng lên. Nếu mà chỉ 1-2 người đứng lên thì 1-2 người đó sẽ bị bắt. Còn 10.000 người, ngàn người không có nhà tù nào mà giết nhốt được mọi người đâu. Mà lúc đó công an nó cũng sợ, nó chạy mất hết trơn. Quân đội nó cầm súng cầm này ra, nó hù dọa dân thôi, chứ nó không có làm được cái gì đâu. Thành ra các anh chị đừng có ngại. Nếu mà mình không có hy sinh gì cuộc sống của mình không hy sinh cho đất nước, cho con cháu sau này, thì nước Việt Nam sẽ không có còn trên bản đồ Việt Nam đâu. Mình đã đọc rất là nhiều bài rồi, là thấy là toàn là cộng sản bán nước không đó. Thành ra mọi người đừng có sợ nữa. Nếu mà mọi người sợ là coi như là mình đã chấp nhận, người trong nước chấp nhận cho đảng Cộng sản, dân nước cho tụi Trung Quốc, cho tụi Trung Cộng. Thì bây giờ mấy bạn thấy đó, từ Nam ra Bắc là nó đi lấy đất, nó chiếm đất tùm lum. Rồi nó lấy dân, lấy đất của dân, nó hà hiếp dân của mình, rồi nó đưa cho tụi Trung Quốc. Thành ra mấy anh chị mà cứ tiếp tục sợ sệt rồi không có dám đứng lên nữa là coi như là mình chấp nhận. Nếu mà người trong nước chấp nhận thì Liên Hợp Quốc không nhúng tay, đồng bào hải ngoại cũng bó tay luôn. Bởi vì đồng bào hải ngoại rất là muốn giúp các anh chị trong nước, nhưng mà mấy anh chị không có dám đứng lên thì đồng bào hải ngoại sẽ không có làm được cái gì hết á. Chị ơi, 95% dân Việt Nam đều bị ngu, chả ai chịu tìm hiểu chính trị, lấy gì được 10 triệu người đâu ra. Thật là buồn phải không? Đúng thiệt đó, là người Việt Nam mình là tới 92 triệu dân, hiện tại bây giờ 92 triệu dân, nhưng mà hả, không có ai mà dám đứng lên nói cái gì hết trơn á. Nếu mà chỉ có 1-2 người, 10 người, 20 người, dù là 100 người đứng lên thì nó sẽ bắt những cái 100 người này. Nhưng mà nếu mà tất cả chúng ta cùng một loạt đứng lên đi. Bây giờ mình nói cái câu thí dụ nghe, ai cũng nói là vẫn phải đi làm, dù kiếm miếng ăn, miếng cơm, nếu mà nghỉ làm thì sẽ bị đuổi việc, không có thời gian để mà đứng lên. Vậy được, Tết Việt Nam năm 2017, hình như là tất cả các chợ, mỗi lần cái Tết Việt Nam là tất cả các chợ đều không có mở cửa, phải không? Mọi ai cũng đều đi nghỉ làm. Vậy thử nha, trong vòng một tuần lễ Tết Việt Nam, tất cả bà con không ai chợ, không ai bán, không ai đi làm, không ai làm việc hết trơn á. Mọi người đứng lên thử một tuần lễ đó đi. Trong vòng một tuần lễ, 24 tiếng một ngày, 7 ngày trong một tuần. Các anh chị em, cho mình một cơ hội đi. Tết Việt Nam là hình như không có ai làm việc hết trơn á, ngoại trừ đánh bài, ngoại trừ ngồi ăn uống trong nhà không à. Thay vì những cái thời gian mà đánh bài, ăn uống đó, tại sao mình không có tìm những cái thứ gì á để mà mình làm nó xứng đáng hơn? Nó lợi cho đất nước, rồi sẽ có một cái cuộc đó đứng lên thì ở ngoài mới nhúng tay vô được. Tết Việt Nam bây giờ từ tới Tết Việt Nam khoảng chừng 2 tháng nữa phải không, hình như là cuối tháng 1 là Tết Việt Nam năm nay. Các anh chị, Tết Việt Nam, tất cả các anh chị đồng loạt đứng lên,
7 ngày trong một tuần, 24 tiếng, thay phiên nhau, toàn dân, toàn quốc. Nhưng mà nên nhớ nha, mình hôm qua có nói chuyện với lại một vài người bạn ở hải ngoại. Họ nói là nếu mà các anh chị đứng lên mà cầm cờ đỏ sao vàng là bên hải ngoại họ sẽ rất là thất vọng đó. Không có cầm cờ đỏ sao vàng, chị đứng lên cầm gậy, cầm những cái thứ, những cái gì mà xung quanh chúng ta có, đứng lên đòi lại bản quyền của nước Việt Nam, đòi lại dân tộc nước Việt Nam và đòi lại quyền con người của mình. Ồ, chiều mùng 1 Tết đã buôn bán. Buôn bán lúc đó cũng không có được đắt đâu, buôn bán lúc đó cũng ế ẩm à. Thành ra đứng lên nhận được, đừng có lấy lý do không có đi tìm cuộc sống của mình, giành lại đất nước của mình thì không có một lý do nào chỉ là một ngày buôn bán mà phải mất nước, làm nô lệ, diệt vong. Thì cái đó không có cái lý do, không có phải là một cái lý do chính đáng, mình không có chấp nhận lý do đó. Phải tự cứu mình, cần những người Việt hải ngoại như chị để giúp tụi em trong nước. À, Phong Đinh, mình đã nói rồi là người Việt mình nói rất chuyện rất là nhiều người, từ những cái anh chị ở bên Úc, bên Mỹ và những cái nước khác. Mấy anh chị đã sẵn sàng. Nếu mà chỉ còn đợi người ở trong nước, anh chị em ở trong nước đồng loạt đứng lên, thì bảo đảm mấy anh chị đứng lên thì người Việt hải ngoại trên toàn thế giới đồng thời họ cũng đứng lên cùng một lượt với lại các anh chị. Họ sẽ cầm cờ tới những cái đại sứ quán, tới những cái tòa lãnh sự của Việt Nam, Mỹ, đồ này nọ. Họ sẽ cùng loạt đứng lên cùng các anh chị. Lúc đó thì mấy anh chị sẽ thấy một cái sự rất là ngạc nhiên là chúng ta đều đồng lòng. Chứ bây giờ cứ ngồi một chỗ là sẽ mất nước, sẽ diệt vong đó. Nếu mà có những cái lý do là ô ngày mùng 1 Tết vẫn còn bán, hay là chiều mùng 1 Tết đã mở cửa buôn bán lại rồi. Nếu mà mình chỉ sợ mất một ngày làm việc, mất ba ngày làm việc, mà mất nước, mất dân tộc, mất chính con người của mình, thì cái đó không có còn nói nữa. 7 ngày trong một tuần, 24 tiếng, các bạn hãy đứng lên. Đó là một cái cơ hội, đây là một cơ hội chính phủ Việt Nam sẽ tuyên bố phá sản. Nó đang cướp, hình như là mình cảm giác là nó đang cướp đợt cuối cùng đó. Mọi người mà cứ đợi nữa là không có còn cái gì đâu. Nó mà cướp xong là nó biến mất tiêu à, nó chạy đi nước khác nó ở. Còn những người bị kẹt ở lại là chính các bạn, chính các anh chị, nhất là đồng bào của chúng ta, khi mà đồng bào không có dám lên tiếng đó, là những người bị kẹt ở lại. Những người bị kẹt ở lại là những người sẽ bị cô lập, rồi Trung Quốc nó sẽ đàn áp. Bây giờ mỗi ngày mình thấy bao nhiêu tin tức lên, nó là nó bắt cóc người Việt, rồi nó bắt người này người kia, từ trẻ em cho tới người lớn, để nó lấy nội tạng rồi. Khi mà các bạn cứ nghĩ đi, nó mà vô tới Việt Nam của mình mà nó chiếm đàng hoàng, mà nó lấy lại đàng hoàng, nó lấy chính thức rồi là người Việt Nam mình nó không có coi ra gì đâu. Nội tạng của mình là cái giống như là cái một cái món hàng mà nó muốn cần là nó bắt một người đó. Von Lương đã nói rồi, muốn lên phải đốt cháy tất cả cây xăng toàn quốc và sẽ có lãnh đạo đi ra. Thì mình đã nói rồi là nếu mà các bạn ngồi một chỗ cứ nói là đợi một cái người lãnh đạo, một cái người thủ lĩnh, thì người lãnh đạo, người thủ lĩnh đó không bao giờ xuất hiện. Một khi chúng ta đứng lên, tự nhiên khi đất nước lâm nguy là có tướng tài xuất hiện. Tại sao ngày xưa khi mà trước năm 1975 những cái tướng tài đều có rất là nhiều ở miền Nam Việt Nam, là khi người ta thấy đất nước bị mất, bị Cộng sản Bắc Việt nó tàn phá, thì tự nhiên tướng tài xuất hiện mà người ta rất là oai hùng. Mình nhìn những cái lịch sử của mấy cái người mà tướng ngày xưa đó, họ rất là hay, nhưng mà tự vì họ chỉ là cho chống đỡ, để mà họ không có muốn đánh thật là mạnh để mà giết người Việt lẫn nhau, thành ra họ mới bị mất nước, họ mới bị thua cái cuộc đó thôi, chứ thật ra họ rất là giỏi, họ rất là tài. 98% chúng ta mất nước, vậy thì còn 2% phải không? Vậy thì cần 2% vẫn là có cơ hội, còn 1% vẫn là cơ hội. Nếu mà chúng ta không đứng lên là mất hoàn toàn, vậy thì lấy 2% nó đứng lên đi. Chỉ cần một cơ hội là cũng có một cái sự sống còn. Còn nếu mà mình bỏ hoàn toàn là coi như là không còn cái cơ hội nào hết. Dân số Việt Nam chỉ còn lại 82 trên 100, còn lại là người Tàu.
Thì bây giờ mình dùng cái 82 đó để mà đứng lên đi. Mình là phải là người nước Việt Nam là nước độc lập, mình không có muốn làm anh chị em gì với cái tụi tàu hết trơn á. Nó muốn vô nước mình thì nó phải chấp nhận cái luật của mình là chủ, nó là khách, chứ không có phải là nó muốn làm gì thì nó làm, cái đó là quá vô lý. Mình là chủ nhà, nó là khách, thì tại sao mình phải sợ cái người khách đó? Nếu mình không muốn nó thì mình đuổi nó ra khỏi nhà của mình. Tại sao mình phải chứa nó trong nhà mà để mà mình phải khóc mỗi ngày khóc? Rồi bây giờ chiếm đất tùm lum, chính phủ Việt Nam hèn lắm, nó chỉ muốn bảo vệ cái đảng nó, rồi xong rồi nó kiếm tiền rồi nó đi qua nước khác thôi. Mà các anh chị em ở trong nước mà im lặng có nghĩa là chấp nhận, có nghĩa là cùng cùng đồng lõa với nó để mà chấp nhận bán nước, thì tất cả ở người ở ngoài sẽ không nhúng tay vô được. Bởi vì người ở trong nhà mà chấp nhận cái sự đàn áp như vậy thì người ở ngoài nói là chuyện nội bộ, đâu có ai làm được cái gì. Tất cả mọi người đều chấp nhận điều đó mà. Ái Võ Hồng, ok, hãy coi đây là một trận khởi đầu và là trận cuối. Mình đồng ý, mình phải có một cuộc khởi đầu và nói đây là một cuộc sống còn lần cuối cùng của mình, thì mày phải sống làm sao cho đúng với con người của mình. Tội lỗi có bằng chứng gì không chị? Bằng chứng gì là cái gì em? Em hỏi mà em không có đặt cái câu hỏi nó suông thì chị không có hiểu đâu nha. Ok, bữa nay chị lên đọc cái bài bí mật về tụi Lê Khải Phiêu với lại Trần Đức Lương bán nước, thì mình sẽ có rất là nhiều bài ở trên internet lắm, nhưng mà mình chắc chắn là chỉ có một số ít ở trong nước là đọc thôi, đọc rồi là im lặng, lại không có dám nói cái gì, không có dám lên tiếng cho những cái người xung quanh, không có dám nói ra để mà cùng chung tay lại. Thì mình quyết định là mỗi tuần sẽ đọc một bài, là mỗi lần mà mình online stream mà đọc một bài á là sẽ dặn một bà cái bản quốc ca Cộng Hòa nha. Thành ra mọi người đừng có thắc mắc là tại sao lần nào cũng dặn cái bản nhạc này, thì tại vì mình muốn là mọi người không có còn nhớ tới cái bản quốc ca của khát máu của Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Thành ra mình phải dặn cái bản nhạc này lên cho mọi người đều nhờ nghĩ tới là nước Việt Nam mình không phải là một cái nước khát máu, nước Việt Nam là một cái dân tộc rất là anh hùng, đất nước của mình là mình phải giữ. Cảm ơn các bạn. Để trả lời những cái bạn nào là hỏi hỏi là mình tên gì này nọ ha, thì mọi người không hiểu tại sao là mọi người tới giờ phút này vẫn còn hỏi là mình tên gì. Tên của mình là Lê Thanh Lân. Mình không có sống trong mình không có sanh trong cái thời Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà cha là lính Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ nói như vậy thôi nha. Còn tuổi hả? Có nhiều bạn lên hỏi tuổi lắm, không biết tại sao là cứ vô là hỏi tuổi. Tuổi là bí mật quốc gia, không có lên tiếng được. Bye bye.